đang cắt. Chúc mừng cô Bin với gia đình mẹ cầm nhá. Thì anh có như cống hả? Hả? Không, cống cho anh như cầu bế. Chị bảo là chị chúc mừng cô Bin về với gia đình nhà mẹ con. Chào em ơi. Đây toàn là trai gái đẹp này. Anh bảo đấy. Đấy ra bán cho bà lửa kia. Không phải lửa thôi. Em biết là con thỏ đấy. Toàn trai xinh gái đẹp. Hôm nay là sinh nhật chị Phạm Hương đấy ạ. Nhân vật chính đấy ạ. Vừa lại giờ chị lại làm đấy em ơi. Cho đi. Đúng không? Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mẹ con nhà Pin đi dự sinh nhật, đi ra Đồ Sơn dự sinh nhật của Võ Biển à. Của bạn mẹ Pin nhá. Mẹ Pin. Bạn ba của ba của cô Phạm Hương, bạn của mẹ Cầm. Mẹ Cầm, mẹ Pin. Mẹ anh có thưởng không? Đúng rồi, cho vào giường có cái túi như ba lô nhưng mà tôi cho vào đây cho đây là cốp xe làm gì có dây? Dây gì vừa nhét trong đây vậy? Em rõ ràng nhìn thấy cái xích cái dây ở đây rồi mà. Không mà từ từ để tí em quay có tí nữa đấy. Tí nữa để tôi yên nó no đã. Không lo đã đấy. Tôi yên nó no đã. Nó lo cả đeo em đâu. Đâu nó đeo ấy rồi, nó đeo mịt rồi. Cùng nhân đây. Đi ra chị ăn lo đó, nhưng mà chị bảo bé nhưng mà nó không đeo. Nó đeo ấy. Không, chả đeo ai, quan trọng là đeo ai. Đố. Anh nói em đi. Đeo. Đeo. Bin ơi. Bin. Bin ơi, đây là cô Loan nhé con nhé. Giới thiệu với Bin, đây là cô Loan. Đây, con này ngồi cạnh cô Thanh là cô Hiền. Các mẹ nhìn Bin có đẹp trai không? Đẹp, quá đẹp lắm. Mẹ Thủy nhìn nó có đẹp trai không? Cô Bin đẹp trai lắm, tí phải cúng cô Bin phát. Này, nhìn lại cái ngôn của Bin đi. Công nhận đẹp trai, đúng hình sơ. Không, nhưng mà ở ngoài đẹp tâm, đẹp không? Đẹp đấy. Đang làm ông sống đang làm con bám chặt vào mẹ ăn rồi nông lắm không con không có bà bé Bin ơi trai đây phải không anh ơi đây anh vẫn còn lại cái nhà luôn đi ăn không cái này thì đây ơi tranh thủ này tranh thủ những cái đầu Bin quay đây, Bin. Nhà lắm cưới như thế này à? Ôi giời. Cưới mình cho cưới nó cưới mà suốt ngày nó lôi đầu ra nó bắt cháy. Xong rồi nó giật vòng xong rồi. Nó chả có cái gì nó bắt cháy cho nó bới bới. Còn cái giống mộ thì mấy chục cân thảo. Thôi đây anh em muốn cốc này bắt hết thì cho đưa cây này. Cầm mấy em không cầm bán đỏ. Chúc mừng sinh nhật đi. Chúc mừng sinh nhật cô Lượng nhá. Cảm ơn. Chúc trường sinh gái sinh nhật vui vẻ nhá. Nào quay tôi cái nào. Nào để cho tôi quay cái bá ở đây em đẻ lon tí. Hôm nay để em. Hôm nay đẻ lon. Cháu đang ngủ nữa.
Giả chú nó sợ thì chú này em vẫn kéo này sợ nó sợ đấy. Kiểu nó nghĩ là anh em kiểu như nhiều quả sim quá. Làm gì làm trừ tí đây nhá. Chú là xin thua. Chú là xin thua. Làm ạ. Đẻ nhau nhắn lắm. Làm thế nào thì làm trừ tí ra. Chú nói nghe làm nào làm trừ tí đánh bỏ mẹ. Thôi chị em chỉ rõ 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 rõ. Anh chờ đây quay vào đây để anh nhảy anh quay. Chờ đây. Anh nhảy anh. Anh vào nó lại sợ. Sóng nó hấp vào người đấy. Bất kỳ